Chào mừng anh em đã đến với kênh sửa xe máy của mình. Video hôm nay thì mình xin làm một cái video nói về chủ đề đo điện trở của mô bin sườn. Và đo điện trở của đây là hai con mô bin sườn và đo điện trở của cảm biến nhiệt độ IAT, nhiệt độ khi nạp, và đo điện trở của cảm biến nhiệt độ động cơ anh em nhé. Thì một số các anh em thì mình sẽ tổng hợp lại một số cái câu hỏi của anh em hay hỏi về vấn đề về mô bin sườn, hay hỏi về vấn đề và cảm biến nhiệt độ khi nạp và cảm biến nhiệt độ động cơ. Thì ngày hôm nay tôi sẽ dùng đồng hồ vận năng UT33D+ để đo cho các anh em xem. Thì trong đo điện trở của mô bin sườn và các cái cảm biến thì quan trọng nhất vẫn là đo cái điện trở của thằng mô bin này anh em này. Thằng mô bin này với là thằng khiến những anh em nào mà chưa có kinh nghiệm là anh em phải đổ ra mất nhiều tiền, mất tiền oan hàng triệu, 2-3 triệu về cái mô bin sườn này. Thì tôi để sẽ chia sẻ đến cho anh em về cuối video. Thì đầu tiên tôi sẽ chia sẻ đến cho anh em cái con cảm biến nhiệt độ động cơ để đo điện trở ôm. Thì cái điện cảm biến nhiệt độ động cơ này á, thì cái điện trở của nó thì khi mà cảm biến này, cảm biến bây giờ là nguội này anh em này, gọi là lạnh, thì cái điện trở của nó cao. Và khi mà cảm biến nóng lên, có nghĩa là cái nước là mát đấy, nó đi qua cái con cảm biến này mà anh em à, nó mà cảm biến mà nóng lên, nước là mát nóng lên, cảm biến đo được nước là mát nóng lên, thì cái điện trở của nó giảm anh em nhé. Thì để chứng minh được là khi mà lạnh thì điện trở cao và khi mà nóng lên thì điện trở giảm, thì tôi sẽ dùng đồng hồ vận năng để đo cho anh em xem. Thì anh em phải xác định được, đầu tiên anh em phải xác định được cái con điện trở này khi máy nguội thì nó bao nhiêu ôm để anh em sử dụng cái đồng hồ cho nó chính xác nhất anh em nhé. Thì cái con điện trở này trung bình nó chỉ dao động khoảng độ dưới 2.000 ôm thôi. Dưới 2.000 ôm thì đồng hồ thì anh em sẽ bật cho tôi là 2.000 ôm. Còn anh em bật đến 2k ôm đo cũng được nhưng mà nó không chuẩn. Hoặc là anh em bật đến thằng đo 200k ôm thì nó sẽ không chuẩn đâu anh em nhá. Tôi lấy ra một ví dụ như thế này này anh em, là cái nấc bật như thế này nó cũng quan trọng lắm. Tôi lấy ra một ví dụ là anh em có một lạng thịt, anh em bỏ vào cái cân một tạ, anh em cân là nó sẽ không bao giờ chuẩn được. Đấy, nhưng còn anh em bỏ vào cái cân 5 cân thì các anh em cân được ngay là cái cục thịt đó là một lạng 1 hoặc là một lạng 2. Tôi lấy một vụ là lạng 2 đi, thì anh em bỏ vào cái cân 5 cân là các anh em đo chính xác được là một lạng 2. Còn nếu như một lạng 2 mà anh em bỏ vào cái cân một tạ thì anh em sẽ không bao giờ mà anh em biết được đó là một lạng 2. Anh em chỉ áng được khoảng một lạng thôi. Đấy, thì cái đồng hồ này cũng vậy, như vậy. Cái điện trở, cái con cảm biến nhiệt độ động cơ này thì dao động khoảng độ dưới 2.000 ohm thì anh em phải bật thang đo 2.000 ohm thôi. Anh em đừng bật lên thang đo 200.000 ohm là đó nó không chuẩn anh em nhé. Đó là cái cách diễn giải của mình làm sao mà anh em dễ hiểu nhất. Thì bây giờ tôi sẽ bật về thang đo 2.000 ohm về hai que đồng hồ. Thì anh em bỏ vào dây nào cũng được, không quan trọng dây, không quan trọng dây anh em nhé. Như vậy là anh em thấy là khi mà cảm biến lạnh thì cái điện trở của nó đang là 1.600 ohm, đang là 1.657 ohm. Đấy, bây giờ để tôi chứng minh được là con cảm biến này là nóng lên, cái đầu bằng đầu này anh em này, nó nóng lên, nó đo được cái thân nhiệt nóng lên thì cái điện trở của nó giảm, thì tôi sẽ dùng cái bật lửa tôi đốt vào đây. Tôi đốt vào đây để cho cái nhiệt độ giảm đi. Thì thông thường thì nó chuyển thành tín hiệu điện áp. Anh em đo bằng đồng hồ mà gắn trên xe hoặc anh em đo bằng máy đọc lối cũng như vậy thôi. Khi mà nhiệt độ mà càng tăng lên, cũng như nhiệt độ đo càng nóng lên thì cái điện áp càng giảm. Mà khi mà cái nhiệt độ nguội lạnh thì điện áp cao, thì cũng tương tự như vậy, điện trở nó sẽ cao và nóng lên là điện trở giảm. Bây giờ tôi sẽ tiến hành, tôi dùng một lửa tôi đốt cái con cảm biến này lên để anh em nhìn vào và nhìn vào điện trở nó sẽ giảm anh em nhé. Đấy, anh em thấy nó đang giảm, nó chỉ giảm còn có vài trăm ohm thôi nhé. Đấy, anh em thấy không? Đấy, là anh em thấy là càng nóng lên thì điện trở càng giảm. Đấy anh em nhé. Thì khi mà một cái con cảm biến nhiệt độ động cơ nó mà bị, khi mà anh em dùng máy chuẩn đoán lỗi hoặc anh em đọc thủ công mà nó báo lỗi lên mạch cảm biến nhiệt độ động cơ thì là chưa chắc là cái con cảm biến này đã hỏng anh em nhé. Và anh em phải đo điện trở, nếu mà anh em đo điện trở thấy cái điện trở của nó đấy nguội máy nó lên vài trăm ohm
hoặc là lạnh hẳn thì nó lên 1600 ohm. Thì anh em biết là con điện trở, con cảm biến nhiệt động cơ này đang còn sống. Khi anh em đo điện trở thì anh em biết là đang còn sống, đang còn sống anh em nhá. Còn nếu như mà chính xác là con cảm biến nó còn sống là nó sẽ không báo lỗi. Còn trong một số trường hợp cảm biến nó mà báo sai thì lúc đó anh em sẽ cần đo điện áp trên máy đọc lỗi hoặc đồng hồ thì nó sẽ chính xác hơn nữa anh em nhé. Đấy là anh em đo, và anh em đo anh em thấy có điện trở. Đấy, tôi vừa đốt nó là lên còn 1000 ohm như thế này, anh em khẳng định là con này báo lỗi không liên quan đến con này. Lúc đó anh em sẽ đi kiểm tra đường dây anh em nhé. Đó về là cảm biến nhiệt độ động cơ. Tiếp theo là tôi đã chia sẻ đến cho anh em cái con cảm biến này là cảm biến nhiệt độ khí nạp. Nhiệt độ khí nạp thì nó sẽ có nhiệm vụ là nó đo cái nhiệt độ không khí nạp vào động cơ. Thì tôi đã làm nhiều cái video nói về nguyên lý làm việc rồi, và tôi cũng cung cấp tài liệu cho anh em, thì anh em đọc anh em cũng hiểu hết rồi. Đo điện trở thì cái đầu này nó bằng nhựa, nó những dòng mà có bộ ba cảm biến thì cái con cảm biến này nằm trong bộ ba cảm biến. Còn những dòng xe mà không có bộ ba cảm biến thì con cảm biến nhiệt độ khí nạp này nó được nhà sản xuất trang bị ở bầu lọc gió anh em nhé, là cảm biến nhiệt độ khí nạp. Thì cái con đầu nó bằng nhựa anh em nhé, thì nó cũng làm việc tương tự giống như con cảm biến nhiệt độ động cơ, nhưng mà cái điện trở của nó khi mà xe làm việc nó sẽ không thay đổi nhiều anh em nhé. Nó không giống như nhiệt độ động cơ là đang đầu tiên là đang khi nguội máy thì 30 độ, nhưng khi anh em nổ nóng máy lên tới 100 độ là nó sẽ là cảm biến nhiệt độ động cơ nó làm bằng sắt. Còn cái này làm bằng nhựa thì nó chỉ có đo cái nhiệt độ không khí thôi. Ví dụ như tôi lấy là 30 độ, khi anh em chạy nóng máy lên rồi thì là cái con cảm biến này ở gần máy nó chỉ ảnh hưởng một tí, nó chỉ lên khoảng độ 30 độ, chênh nhau khoảng từ 30 đến 40 độ là cùng anh em nhé. Thì nó sẽ điện trở nó sẽ dao động ít. Thì bây giờ nó đang nguội này, không có nóng này, thì tôi sẽ đo điện trở của nó. Như vậy là nó cũng ở nằm 1680 ohm. Bây giờ tôi sẽ không dùng bật lửa nữa. Tôi sẽ không dùng bật lửa vì cái nào nó bằng nhựa. Tôi dùng bật lửa là tôi đo là nó sẽ cháy, mà tôi dùng nước phích anh em nhé. Nước phích đây, tôi đổ nước phích vào đây. Và bây giờ tôi sẽ dùng cái đầu của con cảm biến này tôi bỏ vào trong nước phích. Thì anh em nhìn thấy, để ý nhiệt độ bắt đầu thay đổi anh em nhé. Đấy anh em thấy không, khi tôi đổ vào nước phích thì nhiệt độ ngay lập tức giảm ngay. Đấy, thì hai con cảm biến này, đấy nó giảm khoảng mấy trăm ohm thôi. Hai con cảm biến này hầu như là nó làm việc theo cái tỷ lệ là nguyên lý làm việc là gần như nhau đấy anh em ạ. Nhưng mà có một thằng là thằng này nó thay đổi nhiệt độ nhiều hơn thằng này, thì thay đổi nhiệt độ ít hơn thôi. Đấy, thì một số các anh em có hay hỏi về là nói là chính xác là cái con này được bao nhiêu ohm thì là chính xác nhất. Thì tôi trả lời là không có cái bao nhiêu ohm là chính xác hết. Ví dụ như cái thời điểm ở vị trí tôi bây giờ là miền Bắc Thanh Hóa đang trời mưa này, thì nhiệt độ nó lạnh thì cái điện trở nó sẽ khác. Và anh em trong thành phố Hồ Chí Minh lúc nắng nóng 40 độ thì lúc đó cái điện trở nó sẽ khác. Nên là cái điện trở này nó không bây giờ mà chính xác được đâu anh em nhé. Từng vùng miền nó sẽ khác nhau. Ví dụ như là mùa đông nó nhiệt độ xuống có 10 độ C thôi, thì đó nó điện trở nó lại khác anh em nhé. Như vậy là mình giải thích cho anh em là cái điện trở chuẩn của nó theo từng vùng miền, không bao giờ mà nói chính xác được anh em nhé. Anh em phải đo ohm để phát xác định là con cảm biến nó còn sống hay là đã chết. Và muốn biết nó chính làm việc tốt hay không thì anh em dùng đồng hồ, anh em đo điện nổ trên xe, hoặc là anh em dùng máy đọc lỗi để anh em kiểm tra. Thì hoặc là anh em dùng nhiệt kế, anh em đổ vào cái cốc nước và một đầu anh em cho vào điện kế này nữa cùng một nhiệt độ để xem nó khác với nhau hay không anh em nhé. Như vậy là mình giải thích được là cái điện trở này là nó không bao giờ chính xác được về cả giống như nhiệt độ động cơ và khí nạp. Bây giờ tôi lại nói về vấn đề về cái mô bên sườn. Bên tay trái màn hình của các anh em đây là cái con tôi đang chỉ trên tay này, là con có dòng xe phun xăng điện tử. Và bên tay phải màn hình của anh em, chỗ tay tôi đang chỉ này, là con mô bin sườn của xe số anh em nhé. Thì xe số với xe phun xăng điện tử thì là nó là đều kêu là cái con mô bin sườn, nhưng mà cái thông số của nó khác nhau và nó ảnh hưởng rất nhiều. Ngày hôm nay thì tôi nhận được một số ngày mấy ngày hôm nay thì tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi đến cho anh em là lý do là tại sao xe bị hụt ga nhưng mà thay mô bin sườn vào thì lại dẫn đến mất lửa, và là chiếc IC là phải đền cho khách hàng là mấy triệu một con IC. Đấy thì là cái nguyên nhân. Một tôi làm cái video này nhiều rồi nhưng mà một số anh em cũng chưa nắm được. Thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ đến cho anh em
biết được cái con mô bin sườn nào dành cho xe phun xăng điện tử mà mô bin sườn nào dành cho xe số để anh em lắp cho nó chuẩn để không bị chết IC. Còn cái nguyên nhân chết IC thì phải để một cái video sau tôi mới làm trên sơ đồ mạch điện, để nguyên nhân vì sao nó chết thì tôi sẽ làm cho anh em xem sau. Thì thông thường cái dòng mô bin sườn của xe phun xăng điện tử thì là cái số ôm của nó, như ngày trước thì có là những cái dòng xe từ năm 2018 trở về trước thì cái điện trở của nó dao động từ 2,3 ôm đến 3 ôm hoặc trên 3 ôm. Nhưng mà những cái dòng xe, nhiều cái dòng xe nữa thì cái mô bin sườn của nó thì đến những dòng đến năm 2021 thì thu thập được một số cái dòng xe điện trở quận sơ cấp của mô bin sườn thì nó sẽ dao động đến từ 1,5 ôm đến 3 ôm hoặc là hơn 3 ôm một tí anh em nhé. Như vậy là những dòng xe mô bin sườn của mô xăng điện tử thì anh em phải đo được cái số ôm như vậy thì anh em bỏ vào thử vào những cái dòng xe phun xăng điện tử thì nó bị không bị chết IC. Còn nếu như mà anh em sử dụng cái ôm nó không đúng tiêu chuẩn thì các anh em bỏ vào anh em đề một cái thì nó sẽ chết IC luôn anh em nhé. Như vậy là tôi xác định là cái này có 3 ôm thôi, khoảng độ hơn 3 ôm, hơn 3 ôm một tí thôi, thì tôi sẽ bật về thang đo 200 ôm với chuẩn anh em nhé. Anh em bật bao hai đo 2000 không chuẩn đâu anh em nhé. Bây giờ tôi sẽ đo quận sơ cấp của mô bin sườn. Đây, quận sơ cấp là hai cực âm cực dương đây anh em nhé, là gọi là quận sơ cấp. Đây là cái mô bin của xe phun xăng điện tử tôi đo. Như vậy là anh em thấy là hiện tại bây giờ là đang là 2,3 ohm, anh em nhé. Tôi đi gần lại cho anh em xem. Đây, 2,4 ohm, 2,3, 2,4 ohm. Như vậy là dao động từ 1,5 đến 3 ohm hoặc là hơn 3 ohm một tí xíu là chuẩn. Như vậy là cái mô bin sườn này khi mà anh em sử dụng đo, anh em đo như thế, cái điện trở của nó trong cái giải cho phép như thế này thì anh em sẽ dùng cái con mô bin sườn này để anh em gắn vào xe phun xăng điện tử chứ sẽ không bị chết IC anh em nhé. Đó là cái điện trở của cái mô bin sườn xe phun xăng điện tử. Bây giờ đến anh em đo quận thứ cấp. Anh em đo quận thứ cấp thì nó phải lên tới vài nghìn ohm. Thì anh em vẫn sẽ bật cho tôi thang đo 2K ohm đi. 2K ohm thì một đầu anh em cho vào một cực âm và một đầu cho vào dây mô bin. Thì anh em thấy là bây giờ nó đang 9000 ohm, 9000 ohm anh em nhé. Tôi cho vào dây dương. Tôi cho vào dây dương và tôi cho đo nó với đầu của mô bin. Thì anh em thấy là 9000 ohm. Như vậy là đạt tiêu chuẩn anh em nhé. 9000 ohm như thế này là đạt tiêu chuẩn. Đấy, cái mà ôm cái quận thứ cấp và quận sơ cấp, đây là gọi là thứ cấp. Thứ cấp cái ôm như thế này nó không quan trọng bằng, nó chỉ nếu mà sai nó không nổ được máy hoặc là nó hụt ga thôi, nếu không vấn đề gì cả. Còn nếu những quận sơ cấp này mà không đúng, anh em bỏ vào xe phun xăng điện tử nó đã là thì nó sẽ chết IC ngay, em đề nó chết IC ngay. Còn cái nguyên lý vì sao mà nó chết thì cái video sau tôi sẽ chia sẻ đến anh em. Bây giờ tôi chốt lại một lần nữa này, nếu anh em dùng mô bin sườn để anh em thử cho dòng xe phun xăng điện tử thì anh em dùng đồng hồ anh em đo vào đây, anh em đo vào đây nó khoảng độ từ 1,5 ohm đến 3 ohm, hơn 3 ohm, từ 1,5 đến 3 ohm hoặc hơn 3 ohm trong cái giải đó. Như cái xe này, như cái mô bin này là 2,3. Như vậy là mô bin này đạt tiêu chuẩn, anh em lắp vào xe phun xăng điện tử không vấn đề gì anh em nhé. Đấy, anh em tôi chốt lại như vậy. Tiếp theo đến xe số thì tôi sẽ đo cái xe số cho anh em xem này. Cái xe số của nó quận thứ cấp, à tôi xin lỗi, quận sơ cấp của nó có 0,3 ohm thôi. Đó là dòng xe số anh em nhé. Anh em đo như thế này nó có 0, mấy ohm thế này thì anh em khẳng định là đây là xe số rồi. Mà xe số là lắp sang xe điện tử là chết IC. Và xe điện tử thì lắp sang xe số bình thường anh em nhé. Còn xe số mà lắp sang xe điện tử là thằng điện tử chết IC. Phun xăng điện tử chết IC ngay. Đây tôi đo quận thứ cấp đây anh em. Và anh em khi anh em đo như thế này thì anh em thấy có 0, mấy ohm thế này thì là cái con mô bin sườn này đang sống. 0, mấy ohm như thế này là đang sống anh em nhé. Đây 0,4 ohm là đang sống. Đó là quận sơ cấp. Còn bây giờ tôi sẽ đo quận thứ cấp. Quận thứ cấp của mô bin sườn này xem là được bao nhiêu ohm. Thì cái này chắc nó cũng rơi vào vài trăm thôi. Của mua của xe số thì nó không có nhiều, tôi bật thang đo 2000 này.
Nó chỉ có vài nghìn ohm thôi đấy anh ạ, không nhiều đâu. Phần tâm bật thang đo 200 k ohm thì cái của nó khoảng được 4.000 ohm. 4.000 ohm anh nhá, gấp đôi xe phun xăng điện tử 9.000 ohm và cái này có 4.000 ohm thôi. Nó hơn gấp đôi lần. Đấy, và anh em đo như thế này thì đấy. Thì tôi đã giải thích cho anh em, anh em tôi cũng cố gắng nói ngắn gọn để hiểu cho anh em rồi. Đấy thì anh em xem thì có cái gì không hiểu thì anh em sẽ gọi vào điện thoại trên màn hình thì tôi sẽ tư vấn cho anh em. Và anh em cần một đồng hồ vận năng UT33D cộng đồng hồ siêu châu bò, siêu bền thì anh em cũng gọi nhé. Anh em làm xe đời mới bây giờ là phải có đồng hồ, không có đồng hồ là không làm được đâu anh em nhé. Anh em có đồng hồ không có đồng hồ, anh em ví dụ như anh em nghi ngờ cái xe này bị chết một bên sườn mà anh em không có đồng hồ, anh em có cái mô bên sườn nghề đại lý người ta bảo bán cho anh em cái mô bên sườn của xe phun xăng điện tử đây, nhưng anh em về anh em cũng không biết là có cái ôm cái cuộn sơ cấp của nó có ok không, anh em gắn vào để phát chiếc đi xin ngay đấy. Anh em phải có đồng hồ anh em đo thì anh em à cái này gắn được, mất tiền oan rất nhiều, anh em mất tiền oan anh em nhé. Đấy thì với cái video hôm nay thì mình xin kết thúc cái video này ở đây. Anh em thấy hay thì bấm like và đăng ký kênh ủng hộ mình, lần sau mình ra những cái video hay hơn. Anh em cần mua đồng hồ thì gọi vào số điện thoại trên màn hình, anh em không hiểu hoặc anh em cần mình tư vấn gì thì cũng gọi vào số điện thoại trên màn hình. Kênh nhà mình thì chuyên chia sẻ đến cho anh em các kiến thức sửa chữa xe phun xăng điện tử và cung cấp một số các cái máy móc, máy chuẩn đoán lỗi hệ thống phun xăng điện tử. Trước màn hình anh em đây là hai máy Motokentap anh em nhé, máy xịn sò xài trên máy tính bảng xịn sò nhất thị trường anh em nhé. Khi cung cấp máy cho các anh em thì cũng có hỗ trợ kỹ thuật cho các anh em trọn đời luôn. Video hôm nay thì mình xin dừng lại ở đây, xin chào và hẹn gặp lại.